Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha, đã đến với kênh của mình nói về hàng thật hàng giả của lũ Gingo Biloba này. Đây là hũ Gingo Biloba thì mình mua trực tiếp bên Costco, mình uống được một tuần rồi. Lúc trước mình cũng có làm một cái chai này mình quay rồi, hôm nay mình mở lại mình quay lại cho cô chú theo yêu cầu của cô chú xem á. Là có một anh á thì ảnh kêu mình quay trực tiếp xong rồi nặn cái viên nó ra coi có màu gì giống của ảnh mua bên Việt Nam không nha. Của ảnh thì nó nặn ra màu xanh lục, màu xanh giống như cái màu xanh lá cây mà sậm màu rêu vậy đó. Hôm nay thì mình đây mình review cái hũ của mình cho mình mới mua như Costco, mình quay cho mọi người coi nha. Đây là tháng 9 2025 nè. Đây mình mở nắp ra, mình uống cũng được hơn một tuần rồi. Xoay cho nắp cho mọi người coi nha. Đây là ở số mã số cho anh soi những cái thằng thật hàng giả, là mình soi từng chi tiết nhỏ nha. Đây là số 45 gạch 462D nè, nó thấy rõ mọi người trong cái nắp ở dưới trong đó. Ở trong nó để là chữ MB gì nè. Đó này mặt ngoài đó, ở trong nó đây có trái tia nè. Sau là soi cận cảnh mà cực kỳ những chi tiết nhỏ nha mọi người, để tránh mua hàng giả về uống tiền mất tật mang nha. Cô chú xem thì bấm đăng ký kênh của mình nha mọi người. Em lấy cái viên nó ra, mình để mình soi cái viên này xong mình cắt ra, mình nặn cái viên nó ra coi cái viên nó màu gì nha. Mình cứ chuẩn bị cái kéo với cái tấm kính nè, và để tấm tấm kính thì nó có dọi cái ánh sáng lên nó dễ thấy hơn. Để mình cắt ra mình nặng cho cô chú xem kỹ nha. Cô chú nào mua mua bên đó thì cái loại này thì uống nó rất là tốt nha. Mình uống sáng một viên, chiều một viên cũng được, mà uống một ngày một viên cũng được. Thì nó là một cái khuyến cáo một ngày uống một viên. Nhưng mà mình lớn tuổi thì mình uống một ngày hai viên cũng ok. Nó là thực phẩm chức năng. Đây, em tán tán cho mọi người coi nha. Đó, nó sệt sệt, nó có màu nâu nha mọi người, không phải màu xanh như với anh kia nói nha. Màu nâu. Đó, để tấm kính nó màu nâu rõ luôn nè. Rồi nó sệt 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 sệt, nó có chất nhám nhám nhám. Rất là sệt nha. Đó, mình tán tán cho người coi nha. Đó, cái ánh đèn nó tựa cho nó ánh xuống cái tấm kính nó dội lên đó. Nó dễ thấy hơn. Đó, cô chú nhìn kỹ cho mọi người. Cô chú nào bên Việt Nam mà đang hồi xài cái hũ Rinnovo Biloba này, mua trên Shopee, Lazada hay là những cái tiki thì mình coi lại kỹ cái giống cái hũ mình mua ở Costco nha. Hũ này mua Costco nè. Đó, nặng ra cái sệt sệt màu vàng vàng nâu nâu rồi nè, nó hé màu nâu nhiều hơn vàng á. Tán ra nó sệt 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 sệt, rít 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 rít. Người cái chất từ cái chất nó cán ra, nó sệt sệt đó mọi người. Mọi người xem kỹ nha, để tránh mua tiền mất tật mang cho mọi người. Để lấy cái viên cận cảnh cho mọi người coi nha. Cái viên nó thì nhìn kỹ thì nó nâu 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 đen đen nha. Nó nhìn vô nó đen, cho mình kỹ nó nâu nâu nha. Nó nhìn kỹ nha mọi người. Ừ. Màu nâu nâu. Cô chú xem kỹ nha, để tránh mua những cái hàng giả uống không tốt sức khỏe mà mình mua chơi hàng Mỹ là phải biết nguồn gốc xuất xứ nó đâu. Mình xem với đá chai nha mọi người. HDPE là cái hiệu số 2 là Recycle nè. 300cc. Mặt trước ở đây. Cái tem nó rất là nét. Cái nhựa nó rất là bóng mà nó mềm dẻo. Nhiều cô chú thì mua loại này uống cũng nhiều lắm, mà cũng có hỏi mình mà dạo này mình không có đi Costco thường á, cho mình cũng ít gửi đồ về bển. Mà mỗi lần gửi đồ về cái giá bên đây thì so sánh với giá bên kia nó rất là cao, cho nên là nhiều khi báo giá mình thấy mình ngại luôn á, tại giá bên kia thấy nó rất là rẻ. Cái chai này, hũ này mình mua trên Costco là thuế long phong thuế là 10 14 đồng 99, coi như 15 đồng đi, thuế 6,2% của bang mình ở là bang Massachusetts nha. Massachusetts là 6,2%, 10% là 1,5 đồng, 6,2% tương đương là khoảng 9 gần 1 đồng đi, là 16 đồng. 16 đồng gửi cái hũ đi về, tiền công tiền cán rồi gửi đi kia nọ nữa, tiền nhân lên chưa tính tiền lời kia đó. Thì cô chú xem kỹ nha, đây là cái chỗ công ty nó có cụ sale nè. Nó cái này nó đóng cái địa chỉ sao là Seattle nè, Washington nè.
Này quý mặt sau đó nè, để công thức, công dụng, địa chỉ đó nè, lượng sử dụng nè, sử dụng sao nó ghi gọi phía sau nha. Thì cô chú mua ở bên đó thì không chắc, không 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 cũng không, mình không chắc là mình bán mua mua của mình cũng được, mà mua của người khác đi cũng được. Thì sẽ soi kỹ những cái video này của mình để coi so sánh nha, các cái viên nó ra và nặng ra giống như tấm kính của mình đó, rồi xong rồi tán 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 ra coi cái chất đó có giống của mình hay không nha. Mua trực tiếp tay chân bắt tình cho mọi người coi. Mấy cái video trước thì mình có làm cái video rồi, quay trong quách cò mua rồi đó. Giờ mình quay lại cận cảnh cho người coi lại. Đây, đổ này, mình đổ ra cho người coi nè. Đó. Cái viên nó rất là dẻo nha, cắt nó cứng nhưng mà khi vô uống người nó tan cái viên này ra. Nó tự tan ra. Nó này nâu nâu hay gì, đánh đèn nó nâu nâu. Thì video xin làm hàng thật hàng giả cho người coi nha. Đây là hũ hàng thật của mình mua trong Costco uống được 2 tuần rồi đây. Còn như đây quay cho mọi người coi, nặng cho mọi người xem cho dễ. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.